mục lục siêu tốc trên Google Docs. 2023 rồi, nhiều người vẫn còn làm sai cách lắm đấy. Cứu tôi, tài ơi. Làm cái gì mà chưa vất vả thế này? Ủi giời, đi ra đang là mục lục. Là mục lục như thế này á? Không thế này thì thế nào, phải cách thì nó mới đẹp. Nếu mọi người còn như bạn ấy, thì đây chính là video mà bạn đang tìm đấy. Đầu tiên, vào phần trend, kéo xuống dưới phần mục lục, các bạn chọn vào cái đầu tiên này nhá. Đây là khung sẽ xuất hiện các tiêu đề trong mục lục của các bạn. Tiếp theo thì mọi người bôi đen vào tiêu đề lớn nhất, chỉnh sửa thủ công định dạng theo ý muốn này, sau đó ấn chọn vào phần cập nhật tiêu đề 1 để khớp. Lặp lại hành động đó với tiêu đề thứ tự nhì này, ấn vào phần cập nhật tiêu đề 2 để khớp. Làm tương tự với các mục tiêu đề tiếp theo nhé. Tất cả những gì bạn phải làm đó là lướt xuống phía dưới, chọn tiêu đề tiếp theo của mình và ấn chọn áp dụng tiêu đề 1 hay phím tắt là Ctrl+Alt+1. Tiêu đề thứ hai thì là áp dụng tiêu đề 2 hay phím tắt là Ctrl+Alt+2 nhé. Lướt lên trên cái ô đầu tiên và ấn vào cập nhật mục lục thôi nào. Đó, tất cả những gì tiêu đề bạn đã chọn đều đã xuất hiện rất gọn gàng rồi đây. Sau khi tạo mục lục xong, muốn di chuyển đến phần nội dung nào, chỉ cần click vào mục đó trong mục lục, ngay lập tức bạn sẽ di chuyển được đến phần đó ngay này. Follow ngay Đài Tin Học, mỗi ngày học thêm 1-2 văn phòng nhé. Và nếu các bạn quan tâm đến các khóa học của Đài thì comment phía bên dưới để chúng mình có thể hỗ trợ các bạn nha.